Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối ngày 14 tháng 8 của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 8, thời tiết ba miền có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Bắc Bộ mưa rông thì Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối 13 tháng 8 đến sáng ngày 14 tháng 8, thời tiết Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông. Vài nơi mưa rất to, lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều 14 tháng 8, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, Thanh Hóa và Nghệ An cũng mưa rào và dông, có nơi mưa to, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cần đề phòng lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh nằm trong các khu vực nêu trên. Trái ngược với Bắc Bộ, Trung Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nghệ An đến Ninh Thuận, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng gián đoạn, về chiều tối có mưa. Cụ thể, Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông, vài nơi có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay. Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26-33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23-32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa to, nhiệt độ dao động khoảng 25-37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26-38 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, nhiệt độ từ 21-32 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, nhiệt độ từ 26-34 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.